Thầy Chí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Con cũng cảm ơn tất cả quý chư tăng, quý cô tu nữ. Cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo, sám hối tam bảo và thọ trì quy giới. Phước báo nào có được, con cũng xin chia phước đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng quý vị hoan hỷ, thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Và với phước báo mà đọc kinh hôm nay thì con xin chi phước đến bạn Kim Nhung. Mong bạn Kim Nhung và gia đình bạn sớm phục hồi sức khỏe và sớm trải qua cái buổi khó khăn hôm nay. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con cũng xin kính dâng mít đến Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính thỉnh Ngài cầm mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mài Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Chào quý cô tu nữ. Chào Sĩ Không Mai, Huynh Phước Trang, Sĩ Tiếng Mộng, Sĩ Tâm Hạnh, Sĩ Mê Ta, Sĩ Kim, Đạo Hữu Ngọc Đăng, Sĩ Hà, Sĩ Tâm Man, Huynh Châu Phan, Sĩ Niệm Từ, Sĩ Tri Na, Huynh Giang Nhật Hà, Đạo Hữu Cá Rút Na, Sĩ Hạnh Kiểm, Sĩ Tri An Lạc, Đạo Hữu Châu, Sĩ Thiện Vũ. Quý vị nghe rõ là xa tụ, xa tụ. Thế thì chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 53. Chúng tôi xin tán dương công đức hôm qua có hai vị đạo hữu, tức là Sĩ Thiện Từ ha, và một đạo hữu tên Trinh, trong cái tài khoản của ACB đã gửi tình tài. Chúng tôi sẽ làm phước trong cái việc ngày 29. Quý vị biết rằng thường thường trong tháng 7 thì ngày rằm tháng 7 là ngày mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ. Nhưng mà vì cái nạn dịch Covid, một số các chùa không tổ chức, và nói chung trong cái tình hình của đất nước mà cái lễ Vu Lan không tổ chức được. Chính vì vậy chúng ta có được một ngôi chùa ở trên trời, và chúng ta cũng có thể tạo phước để hồi hướng đi cứu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, nội ngoại hai bên, rồi những ân nhân, những quyến thuộc của chúng ta. Chính vì vậy cho nên ngày 29 chúng tôi có chuẩn bị 200 phần quà để phát cho những người mà có neo đơn, những người thất nghiệp, những người công nhân, những người mà ở phòng trọ và người ta bị cách ly, bị giãn cách, và cái đời sống người ta rất là kham khổ. Quý vị đã chia sẻ nỗi khổ niềm đau, và chúng tôi cũng theo cái tinh thần của quý vị xả ly để đem lại sự an lạc cho những người khác, thì chúng tôi cũng thể hiện tiếp tục để cái phước của quý vị được tăng trưởng, và chúng ta tri ơn báo ơn đến những bậc ân nhân đã qua vãng. Quý vị biết rằng trong bài kinh Dân Kinh Charamanang Katwa, khi người đã làm được việc lành nào, trong hoàn cảnh nào, thì trước hết phải tưởng đến cha mẹ đã qua vãng. Thì đó là một cái sự tri ân đến cha mẹ thân bằng quyến thuộc của chúng ta.
và nhân cái dịp cuối tháng 7, chúng tôi cố gắng tổ chức để cúng tháp ở tại chùa Ngọc Đạt. Và bởi vì có thờ thì phải cúng, mà khi đó thì hướng về cứu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, những người mà hữu ân của chúng ta đã nằm xuống, và nhất là thầy tổ. Thì chúng tôi mong rằng quý vị có thể đi đưa cái danh sách mà những cái bậc hữu ân của mình, cha mẹ của mình, ông bà của mình đã khuất, để rồi trong cái ngày 29 đó chúng tôi sẽ thỉnh chư tăng quan hỷ, coi như là mở khóa lễ cầu siêu để trợ tiến đến chư phong linh, chư hương linh, các giác linh của các bậc thầy tổ. Thì đó là một cái trách nhiệm mà chúng ta người còn sống phải làm, tri ân và báo ơn. Thì mong quý vị quan hỷ ha. Trong đạo tràng của chúng ta thì rất nhiều vị ủng hộ, như Huynh Châu Phan, Huynh Giang Nhật Hà, Chị Tina đã hỗ trợ thuốc, và chúng tôi cũng đã san sẻ đến chư tăng. Và đó cũng là một cái phước mà trong cái dịp này chúng ta hướng về cửa huyền các tổ, và mong quý vị coi như có thể bị em cho chúng tôi và đưa danh sách, để rồi ngày 29 sẽ có một cái khóa lễ cầu siêu, mong quý vị hoan hỷ. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 53. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt, xin phép Đức Thánh Dương ân Đức Tam Bảo, quý vị nghe âm thanh vừa phải hay là lớn nhỏ thế nào, quý vị cho biết ha, để vấn đề điều chỉnh. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sabbagaru Hichet Thapolo Kasasatha Chanadam Mappu Vido Wanda Mahantang Narapu. Cái này rất cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não tối căn, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Còn xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ giá tá sa sát phu nô lô ca nó mạnh thá sa vi nà ca rô cô sắp bành nhu vô thọc bát đi bồ tí sanh nhá tô văn đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giá tầng pháp bảo vi như ánh vàng, giả lai soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc dụng sinh, đầy dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quan, đáng cho công chung nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô thu gắt tác sơ sa quá cô sinh ca thu ta mô quá ra thầm bá sinh ca cô niên đà và sân sa rí á na đá rô quá rô quần đà má hình tầng đá ra phù. Cái này giác ẩn tăng bảo thiên văn Phật Đà đã học ngôn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thiểu pháp hàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ta ta nát thay giá tê chê ná sĩ khà mê ê tu quá thanh năng tá xà bí à nú phà quê ná sá hạ xà dê ná sĩ chạch túc. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Huynh Châu Phan nói gì? Hỏi nữa con nói và điều Huynh này nhé. Thời gian chúng ta còn nhiều ha. Hay là bây giờ Huynh có gì thắc mắc Huynh nói trước ha? Rồi chúng ta sẽ đi vào bài học sau. Alo Huynh Châu Phan.
có ý kiến gì ha? Rồi xin mời Huynh Châu Phan. À, có gì giải quyết ngay đi chứ không hồi nó loãng ha. Rồi mời Huynh ha. Ở trong room có nghe con không ạ? Ok. Cái này con nói riêng như này, nhưng sao giờ thì nói vậy? Cái số tiền con gửi về sư chỉ giữ sư chích ra 100 đô Hùng Phước nha sư. Dạ. Yeah. Con có việc con gửi nữa nha sư. Dạ, yeah, thôi con mở mic xuống nha, con chỉ nói vậy thôi à. Sư dạ, sư lấy ra 100 đô, sư làm giùm con nha. Rồi, con cảm ơn sư nhiều. Dạ, hôm nay có việc con gửi nữa, ok. Rồi. À, sa thú Huynh Châu Phan. À, số tịnh tài mà quý vị đã cúng dường đến Tam Bảo, cúng dường đến cá nhân của chúng tôi hoặc là các vị giảng sư, do cái sự tích góp đó mà cái hoàn cảnh nó khó khăn của dân chúng, chúng tôi trích ra với dự tính là 500 phần quà, thì 200 phần quà chúng tôi đã nhờ trên Bình Phước. Bởi vì quý vị biết ở trên Bình Phước thì người dân tộc nhiều và họ tay làm hàm nhai, đời sống của họ đi cạo mũ cao su hoặc đi làm việc nó rất là cam khổ. Mà bây giờ tu tại gia, bắt ở nhà như vậy thì bây giờ họ tù túng và khó khăn. Và chính những người Phật tử thân quen của chúng tôi họ báo như vậy, cho nên chúng tôi gửi lên trên đó số tịnh tài đủ để phân ra làm 200 phần quà. Thì cái điều đó họ đã báo cáo rõ ràng và họ đã làm rồi, thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ, đem lại cái sự an vui cho người ta để xóa đi cái nỗi khổ niềm đau trong cái hiện cảnh bây giờ, đó là thiết thực. Còn bây giờ hết giãn cách rồi thì nói làm gì? Bây giờ đang bị giãn cách mà nhà nước rất là tuyệt vời, có bao giờ mà coi như là áp dụng theo Phật giáo đâu, mà nhưng mà bây giờ thấy là áp dụng theo Phật giáo này, thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa, tất cả lương giáo bất cứ tôn giáo nào bây giờ cũng phải tu tại gia hết. Đi ra đường là phải có tiền, mà có tiền đàng hoàng bị phạt xong rồi cũng phải đuổi về nhà, ở trong nhà tu tại gia. Cho nên hoàn cảnh của họ hơi khó khăn, và Bình Phước đã thực hiện được 200 phần quà. Riêng ở Ngọc Đạt này chúng tôi sẽ chuẩn bị 300, nhưng mà ngày 29 tức là sắp tới đây chúng tôi sẽ làm coi như 200 phần quà. Trước tiên là cúng ở tháp, bởi vì có thờ cốt, thờ vong thì chúng ta phải cúng, thờ thì phải cúng. Và luôn tiện thì chúng ta cũng có một cái thời kinh ở cái chùa trên trời này, để rồi coi như cái mùa tháng 7 mà chúng ta không tưởng nhớ, không tri ân đến những bậc hữu ân, đến cửu huyền, thì đó là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là ái nái. Thì mong quý vị hoan hỷ ha. Rồi, như vậy là bây giờ chúng ta đi vào bài học được chưa? Rồi, hoan hỷ với thiện sự của Huynh Châu, chúng ta sẽ làm theo lời của Huynh ha. Rồi, bây giờ chúng ta học ha. Câu Phật ngôn 53. Yatha bibbup phara simha. Yatha bibbup phara simha. Yatha bibbup phara simha.
Câu số 2. Cái gì là mà là gu nề bao hù? Cái gì là mà là gu nề bao hù? Cái gì là mà là gu nề bao hù? Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Yathā vibhupharasimha kayirāmālāgūnebāhu Yathā vibhupharasimha kayirāmālāgūnebāhu Yathā vibhupharasimha kayirāmālāgūnebāhu. Rồi, tiếp tục câu 3 của 4 ha. Ê quần cha tê nắm mắt chê ná. Ê quần cha tê nắm mắt chê ná. Ê quần cha tê nắm mắt chê ná. Câu số 4. Cát tắp bằng cú xá lần bó hùng. Cát tắp bằng cú xá lần bao hùng. Cát tắp bằng cú xá lần bao hùng. Rồi chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Ê quang cha tê nam mắt chê ná. Cát tắp bằng cú xá lần bao hùng. Ê quang cha tê nam mắt chê ná. Cát tắp bằng cú xá lần bao hùng. Ê quang cha tê nam mắt chê ná. Cát tắp bằng cú xá lần ba hùng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại. Nhất thà bi bốc phá ra xìm hà ca di ra mà là vũ nề ba hù. Ê quang cha tê nam mắt chê ná. Cát tắp bằng cú xá lần ba hùng. Yathā vibhupharasimha kayirāmālāgūnebāhu evaṃ ca te nammacce nakattaṃ bằng kusalambāhum. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai tương đối dễ hơn. Yathā vibhupharasimha kayirāmālāgūnebāhu Ê quần cha tê ná mát chê ná. Cát tắp bằng cú xá lăng bá hùng. Giá thà bí bút phá ra xìm hà ca dư ra mà là cú nề bá hù. Ê quần cha tê ná mát chê ná. Cát tắp bằng cú xá lăng bá hùng. Như vậy thì trong cái dòng kinh, tức là trường âm và đoạn âm, thì chúng ta có hai cách đọc ha. Trong hai cách đọc đó thì cái cách đọc chúng ta thấy cuối câu số 2 nó là trường âm, tương đối dễ hơn. Giá thà bí bốc phát ra xìm hà cá dĩ ra mà là cú nề ba hù. Đây là một cách đọc dễ. Rồi cách đọc khó, tức là chúng ta đọc liền một hơi. Giá thà bí bốc phát ra xìm hà cái gì ra mà là cú nề bá hù. Ê quần cha tê nắm mắt chê ná. Cát tắp bằng cú xá lăng bá hùng. Cách đọc thứ hai này chúng ta đọc một hơi như vậy nguy hiểm lắm nghe, dễ bị đứt hơi. Thì chúng ta chọn cuối câu số 2, chúng ta đọc một lần hai câu thì tương đối nó dễ hơn ha. Dòng kinh trường âm đoạn âm chúng ta nắm vững ha. Rồi khi đó chúng ta mới đi qua dòng kệ. Dòng kệ đây 44. Nhưng mà câu số 2 thì nó không phải là 44, cho nên chúng ta phải uyển chuyển. Rồi bây giờ chúng ta đọc trước, nhưng mà giọng đọc của chúng tôi không bằng quý vị đâu. Quý vị có những cái giọng rất là tuyệt vời.
Dạ tha vi bốp pha ra xìm hà ca di ra ma la gu nê ba hù ê quang cha tê na ma chê na ca ta băng cú sa lăng ba hùm Dạ tha vi bốp pha ra xìm hà ca di ra ma la gu nê ba hù ê quang cha tê na ma chê na ca ta băng cú sa lăng ba hùm Dạ tha vi bốp pha ra xìm hà ca di ra ma la gu nê ba hù ê quang cha tê na ma chê na ca ta băng cú sa lăng ba hùng như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được kết cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự rồi sa thủ xin mời Xích Mê Ta Xích Kim Xích Hà. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Và cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Và con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu kinh Phật Cú 53. Gia Tha Bi Bút Pha ra xìm hà ca di ra ma la gu nê ba hù ê quăng cha tê na mắt chê na cắt tắp băng cú sa lăng ba hùm Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn ác thông thường, cá dí hai đoạn âm ra trường âm thông thường, ma la hai trường âm thông thường, gú đoạn âm, ê trường âm thông thường, bá đoạn âm, hu trường âm thông thường, giá tha bí búp phá ra xìm hà cá dí ra, ma la gú nề ba hù. Và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha tê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, ná đoạn âm, cắt tắp hai trường âm nhấn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá hai trường âm, hai đoạn âm. Dạ, con xin nói lại, cú xá hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, hum trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê quăng cha tê na mắt chê na cắt tắp băng cú xá lăng ba hum. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Gia tha bi búc pha ra xìm hà ca di ra ma la gu nê ba hù ê quăng cha tê na mắt chê na cắt ấp băng cú xá lăng ba hùm gia tha bi búc pha ra xìm hà ca di ra ma la gu nê ba hù ê quăng cha tê na mắt chê na cắt ấp băng cú xa lăng ba hùm như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được kết cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ tha bi búp phà ra xìm ca di ra ma la gu nê ba hù ê quăng
cha tê na mắt chê na các tập băng cũ xa lăng ba hùm. Và con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Và con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con hôm nay con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 53. 1, 2, 3. Ba người nghe rõ vậy là được rồi. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 53 ha. Đường truyền chắc bữa nay cũng tốt ha. Yatha pipupara simha kajira ma la gune bahu e wang cha te namak che nakap tap bang kusalang bahung. Yatha pipupara simha kajira ma la gune bahu e wang cha te namak che nakap tap bang kusalang bahung. Yatha pipupara simha kajira ma la gune bahu e wang cha te namak che nakap tap bằng kusalang bahum. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường, bí đoạn âm phúc trường âm nhắn, phá đoạn âm ra trường âm thông thường, sim trường âm nhắn, ha trường âm thông thường. Câu số 2 phân tích. Cá, dí, hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ma, la, hai trường âm thông thường, gú đoạn âm, nê trường âm thông thường, bá đoạn âm, hu trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Yatha pipupara simha kajira ma la gune bahu e wang cha te namak che nakap tap bằng kusalang bahung. Phân tích câu số 3. E trường âm thông thường, wang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha te hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, mắt trường âm nhắn, che trường âm thông thường, ná đoạn âm. Câu cúng cùi hai câu cuối cùng. Khát táp hai trường âm nhắn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khú xá hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, hung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài, rồi ca kệ và dịch tiếng Việt Nam. E quăng cha tê ná mắt chê ná khắp táp bằng khu xa lần bá hùng. Giá thà phí phúc phá ra xìm hà khá di ra mà là gu nề bá hù. E quăng cha tê ná mắt chê ná khắp táp bằng khu xa lần bá hùng. Giá thà phí phúc phá ra xìm hà khá di ra mà là gu nề bá hù. E quăng cha tê ná mắt chê ná khắp tắp bằng khu xa lằng bá hùng. Như từ một đống hoa, nhiều chàng hoa được kết. Cũng vậy, thân tử sanh làm được nhiều thiện sự. Đó là bản dịch của Hòa Thiện, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ con xin ca kệ. Và tha pi bụng pha ra xìm ha khà di ra ma la gu nê ba hù. E quăng cha tê na mắc chê na khắc ta bằng khu xa lăng ba hùng. Và tha pi bụng pha ra xìm ha khà di ra ma la gu nê ba hù. E quăng cha tê na mắc chê na khắp ta bằng khu xa lăng ba hùng. Xong hết, trả bài xong rồi. Đã phe ta một người, vỗ tay vỗ chân hết rồi. Thêm một người nữa, cô Mít Trà cũng vỗ tay vỗ chân.
Sư con đọc con có sai gì không sư? Có sai xin sư sửa. Quý vị có thấy tôi sai gì không? Quý vị cho biết ha. Rồi cảm ơn quý vị đã vỗ tay vỗ chân đó. Giang Nhất Hạ giờ này mới chạy vô, lúc nào cũng chậm chạp. Thanh niên gì đâu mà như rùa bò. Đọc thì không chịu đọc trước, đọc sau cùng nữa. Chèn đét ơi, sao mà chậm quá vậy? Còn hả cái họng ra dòm nữa. Sư lúc nào nói trong đạo tràng này không có con trai. Ngươi là con trai, ngươi phải lên trước để làm gương cho người ta. Lúc nào cũng rùa bò, đọc phía sau cùng hết. Nói tới là hả họng lè lưỡi ra, thấy mà ghê. Chán chết thì thôi. Đó, nói hả họng cái lè lưỡi ra, vỡ tay vỡ chân luôn đi. Trời ơi, bỏ tài luôn. Dạ, cảm ơn sư và các quý vị, như các sư, các cô tu nữ đã lắng nghe. Không ai luyện đá, luyện gạch gì trơn á, dùng cho bông qua nữa. Dạ, con xin cảm ơn. Và dạ, xin mời quý vị kế tiếp, hình như cô Hà phải không? Thôi Văn Nhật Hà lên đây, lè lưỡi làm gì, lên trả bài cho rồi đi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sang Thầy, dạ. Con kính năm lễ Ngài Trí Đức, con kính năm lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, không biết anh Văn Nhật Hà có muốn lên không thì nhường cho. Dạ, thôi chị con xin mời. Dắt thà bí đúc ba là xuyên hà, ca di rà mà là gu nề ba hù. Ê quăng trà tề na mất trề na cắt tắp tầng khu xa lặng ba hùng. Giác thà bí bức ba gà xìm hà, ca nhi rà mà là gu nề ba hù. Ê quăng trà tề na mất trề na cắt tắp tầng khu xa lặng ba hùng. Giác giá. Giác là trường đoạn âm, tha trường âm, thông thường bí đoạn âm, bức trường âm nhấn, phá đoạn âm và trường âm thông thường, xuyên trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, cá dí hai đoạn âm ra trường âm thông thường, ma la hai trường âm thông thường, gú đoạn âm nê trường âm thông thường, bá đoạn âm hu trường âm thông thường. Dắt thà bức ba rà xìm hà, ca dư rà mà là gu nề ba hù. Ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo lệnh, nguyên âm cha trường âm thông thường, cha tê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm mắt trường âm nhấn, chơi trường âm thông thường, ná đoạn âm các trường âm nhấn, các tác hai trường âm nhấn, văn trường âm đặt theo dạng nguyên âm, cú xá hai đoạn âm, lăng trường âm đặt theo dạng nguyên âm, bá đoạn âm hưng trường âm đặt theo dạng nguyên âm, ê quăng cha tê na mắt chê na cách tắp bằng cú xá lăng ba hùng. Dắt thà bí bức ba rà xìm hà, ca di ra ma la gu nề ba hù. Ê quăng cha tê na mắt chê na cách tắp bằng cú xa lăng ba hùng. Như từ một đấm hoa nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Dắt tha bi đúc pha ra xìm hà, ca di ra ma la gu nề ba hù. Ê quăng cha tê na mắt chê na cách tắp bằng cú xa lăng ba hù. Dạ con đã xong, con có sai xin đạo tràng và người thứ sử cho con. Dạ con xin cha lúc này cho người kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 53. Ya tha pi pup pha ra sim ha ka ji ra ma la hu ne ba hu. E quang cha te na mách che na cắt tắp bằng cú sa lăng ba hùng.
Con xin phân tích câu 1, câu 2, giá, đoạn âm, tha, trường âm thông thường, tí, đoạn âm, phúc, trường âm nhấn, phá, đoạn âm, ra, trường âm thông thường, sim, trường âm nhấn, ha, trường âm thông thường, cá, dí, hai đoạn âm, ra, ma, la, ba trường âm thông thường, gú, đoạn âm, nê, trường âm thông thường, bá, đoạn âm, hu, trường âm thông thường, giá thà, bi búc, phá ra, xìm hà, ca dí, ra, ma, la, hu, nê, bá, hu. Con xin phân tích câu 3, câu 4, ê, trường âm thông thường, quăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha, tê, hai trường âm thông thường, ná, đoạn âm, mắc, trường âm nhấn, chê, trường âm thông thường, ná, đoạn âm, cắt, táp, hai trường âm nhấn, băng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú, xá, hai đoạn âm, lăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, đoạn âm, hung, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê, quang, cha, tê, na, mắc, chê, na, cắt, táp, băng, cú, xá, lăng, bá, hung. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 53. Ya tha bi búp pha ra sim ha ca di ra ma la hu ne ba hu. E quang cha te na mách chê na cắt tắp bằng cú sa lăng ba hùng. Ya tha bi búp pha ra sim ha ca di ra ma la hu ne ba hu. Ê quang cha tê na mắc chê na cát tạp băng cú xa lăng ba hùng. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được kết. Cũng vậy, thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, xin sư sửa cho con và chúc phước báu đọc bài Kinh Pháp Cú 53. Con kính hồi hướng, mong bạn Kim Nhung và gia đình sớm được bình an. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 53. Yatta Pipuk Para Simha Kajira Mala Gune Bahu Ewang Jate Namanche Na Kantapang Kusa Lang Bahum Yatta Pipuk Para Simha Kajira Mala Gune Bahu Ewang Jate Namanche Na Kantapang Kusa Lang Bahum. Con phân tích câu 1 và 2. Yatha pipuppara simha kayida mala gune bahu. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, phí đoạn âm, phúc trường âm nhấn, phá đoạn âm, ra trường âm thông thường, sim trường âm nhấn, ha trường sim ha trường âm thông thường, cá giếng hai đoạn âm, ra mala ba trường âm thông thường, cứu đoạn âm, nê trường âm thông thường, bá đoạn âm, hu trường âm thông thường. Yatha pipuppara simha kayira mala gune bahu. Câu 3 và 4. E wang cha te namacche nakattapang kusalang bahum. E trường âm thông thường, wang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông, cha te hai trường âm thông thường, na đoạn âm, mat trường âm nhấn, che trường âm thông thường, ná đoạn âm, khách tắp hai trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, hung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E quan cha tê na mắt chê na khách tắp văn cú xá lăng bá hung. Như từ một đống hoa, nhiều trần hoa được kết, cũng
cũng vậy, thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Hòa thượng Thích Minh Châu. Yantha pi pum parasimha thayirama lagune bahu evang jate namanjena kantapanku salang bahu. Yantha pi pum parasimha thayirama lagune bahu evang jate namanjena kantapanku salang bahu. Dạ thưa con, đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời cô Hồng Mai. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Sắc Trang. Kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 53. Yatha pipuphara simha kajira mala gune bahu ewang cha te namatche naka tap bang kusalang bahum. Yatha pipuphara simha kajira mala gune bahu. Dạ con xin sám hối, con xin đọc lại. Yatha pipuphara simha kajira mala gu. Dạ con xin, đã con phân tâm quá, dạ con xin đọc lại lần nữa. Yatha pipuphara simha kajira mala gune bahu ewang cha te namatche nakattap bang kusalang bahum. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yatha pipuphara simha kajira mala gune bahu. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, pí đoạn âm, búp trường âm nhấn, phá đoạn âm, ra trường âm thông thường, xin trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, cá dí hai đoạn âm, ra ma la ba trường âm thông thường, gú đoạn âm, nê trường âm thông thường, bá đoạn âm, hu trường âm thông thường. Yatha pipuphara simha kajira mala gune bahu. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ewang cha te namatche nakattap bang kusalang bahum. Ê là trường âm thông thường, quang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha te hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, ná đoạn âm, cắt, táp hai trường âm nhấn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú, xá hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, hung trường âm nhấn. Ê quang cha tê ná mắt chê ná cắt táp bằng cú xá lăng ba hùng. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 53. Yatha pipuphara simha kajira mala gune bahu ewang cha te namatche nakattap bang kusalang bahum. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Đây là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Yatha pipuphara simha kajira mala gune bahu ewang cha te namanche na kattapanku salang bahum. Yatha pipuphara simha kajira mala gune bahu ewang cha te namanche na kattapanku salang bahum. Dạ con đã đọc, phân tích và kể xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Kính tri ân vị tâm hành đã post bài, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ xin xuống nước ạ. Xin mời vị kế tiếp.
Dạ, xin mời ạ. Nam mô Sankhaya. Con xin kính lễ Ngài Trí Đức cùng chư Đại Đức Tăng. Con xin kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 53. Yatha vipapara simha kariya ma la kuni bahu evang cha te namat che nakat tap bang kusalang bahum. Yatha vipapara simha kariya kajira ma la kuni bahu evang cha te namat che nakat tap bang kusalang bahum. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yatha vipapara simha kari kajira ma la kuni bahu. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, bí đoạn âm, búp trường âm nhẫn, phá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Sim trường âm nhẫn, ha trường âm thông thường, cá dí hai đoạn âm, ra ma la ba trường âm thông thường, vú đoạn âm, nê trường âm thông thường, bá đoạn âm, hô trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. E văn cha tê na mắt chê na cách tắp bằng cú xa lằn ba hùm. E trường âm thông thường. Văn văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha tê hai trường âm thông thường. Ná đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, ná đoạn âm, cấp trường âm nhấn, tấp trường âm nhấn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, hum trường âm thông thường, bá hum hum bá hum hum trường âm thông thường. Dạ con xin hum là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại. Yatha vipapara simha kajira ma la kuni bahu evang cha te namat che nakat tap bang kusalang bahum. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Dạ con có sai chỗ nào xin đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Con xin xuống, xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ chúng con xin được phép đọc câu Pháp Cú số 53. Yatha vipapara simha kajira ma la kuni bahu evang cha te namat che nakat tap bang kusalang bahum. Yatha vipapara simha kajira ma la kuni bahu evang cha te namat che nakat tap bang kusalang bahum. Yatha vipapara simha kajira ma la kuni bahu evang cha te namat che nakat tap bằng của sa lăng ba hùng. Như từ một bóng hoa nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sinh tử làm được nhiều thiện sự. Ở đây là bản dịch của với cũng còn đã đọc xong rồi. Bây giờ xin mời vị kế tiếp ở Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, con xin thánh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào toàn thể đại tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 53. Yattha bibhupara simha kajira ma la gune pahu e wang cha te namak che nakattap bang kusalang pahung yattha bibhupara simha kajira kajira ma la gune ba Ngũ nề bá hù, giá là đoạn âm tha trường âm thông thường, bí đoạn âm búp trường âm nhấn, phá đoạn âm ra trường âm thông thường, xìm trường âm nhấn, hà trường âm thông thường, cá dí hà đoạn âm, ra ma la ba trường âm thông thường, vú đoạn âm nê trường âm thông thường, bá đoạn âm hù trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yattha bibhupara simha kajira ma la gune bahu ewan cha te namak che nakattap bằng kusalang bahu. E trường âm thông thường, quan trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha te hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, mắt trường âm nhấn, che trường âm thông thường, ná đoạn âm, cát trường âm nhấn, táp trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, hôn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yattha bibhupara, con xin đọc lại câu 3, câu 4. E quang chát, e quang cha tê nát mắt chê nát cát táp bằng cú xá lăng bá hùng. Yattha bibhupara simha kajira ma la gune bahu e wang cha te namak che nakattap bang kusalang bahum. Yattha bibhupara simha kajira ma la gune bahu e wang cha te namak che nakattap bang kusalang bahum. Yattha bibhupara simha kajira ma la gune bahu e wang cha te namak che nakattap bang kusalang bahum. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng, kính lễ Cô Tu Nữ Tệ Duyên, kính chào Đạo Tràng. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 53. Xin cảm ơn Thiền Vũ và cô Tự Duyên đã cho biết tín hiệu Văn Nhật Hà. Yattha bibhupara simha kajira ma la gune bahu evang cha te namacche nakattap bang kusalang bahung. Yattha bibhupara simha cái gì ra mà là gu nề ba hù. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, úp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, xin là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm ra ma la là ba trường âm thông thường, vú là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, hu là trường âm thông thường. E văn cha tê ná mát chê ná cá táp bằng cú xá lằng bá hùng. E văn là hai trường âm,
E là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha T là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, E là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, cát tắt là trường âm nhấn, băng là hai là trường âm thông thường, cú xá là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, hung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá thà bí bút phá ra xìm hà cá dí ra mà là gú nề bá hù ê văn chà tề ná mát chề ná cá táp bằng cú xá lằng bá hùng. Giá thà bí bút phá ra xìm hà cá dí ra mà là gú nề bá hù ê văn chà tề ná mát chề ná cá táp bằng cú xá lằng bá hùng. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ya tha bi bốn pha ra sim ha ka ri ya ma la u ne ba hu e văn cha tê na ma chê na cà ta băng cú xà lăng ba hùng. Dạ con đã đọc và kệ ông phân tích xong, có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mít, xin mời vị tiếp theo ạ. Alo, 123, 123, Quỳnh Giang Nhật Hà đưa tay nè, rồi Sít Tô Thiệt Phúng cũng đưa tay nè, tại sao không cầm mic? Đừng để cái thời gian trôi qua, đừng để cái room bị trống, quý vị hoan hỷ ha. Nhưng mà hôm nay rất là hoan hỷ, để được Pháp Trang, để được Pháp Trang đã khích lệ quý vị rất là nhiều. Nhưng mà quý vị sao đưa tay không chịu cầm mic? Alo, Sít Tô Thiệt Phúng nghe rõ không? Sít Tô Thiệt Phúng có nghe rõ không? Sao như vậy bị kẹt mic rồi hả? Nghe, rồi bây giờ mời Sít Tô Thiệt Phúng cầm mic ha. Dạ, con xin lỗi, tại con thấy Giang Nhật Hà trước cho nên con nhường cho Giang Nhật Hà. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Tràng. Dạ, con xin kính lễ quý bà, quý cô tư nữ, con được đọc tiếp. Dạ thà bi bốp phá ra xìm hà ca di ra mà la gu nê ba hô e văn cha tê na ma chê na ca tắp bằng cú xa lăng phá hùng. Nhà con xin được đọc lại. Yá thà bi bơ phá ra xìm hà ca di ra mà la gú nê ba hù e văn chà tê na ma chê na ca tắp
bằng khu xa lặng phá hùng. Dạ, con xin được phân tích 4 câu liên tục. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, búp trường âm nhấn, phá đoạn âm, ra trường âm thông thường, sim trường âm nhấn, ha thông thường, cá dí hai đoạn âm, ra ma la ba trường âm thông thường, gú đoạn âm, nê là trường âm thông thường, bá đoạn âm, hu là trường âm thông thường, ê trường âm thông thường, quăng trường âm nhấn, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, tóc là trường âm nhấn, phân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, hung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin được đọc lại. Ya tha bi bu pha ra sim ha ca di ra ma la gu ne pa hu e văn cha te na ma che na ca ta bằng cú sa lăng pa hùng. Ya tha bi bu pha ra sim ha ca di ra ma la gu ne pa hu e văn cha te na ma che na ca ta bằng cú sa lăng pa hùng. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy, thân sanh tử, làm được nhiều thiện sự, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin cảm tri ân sư, xin cảm ơn đạo tràng, dạ, con xin được xuống mất. Sa thú, sĩ tô, thị khủng. Câu Phật ngôn này rất là quan trọng, bởi vì đây là một cái vị cư sĩ đệ nhất cư sĩ trong hàng tín nữ, 7 tuổi chứng đắc thánh quả Tu Đà Vườn, và vị này suốt cuộc đời sống tới 120 tuổi ha. Mà vị này coi như là cái dung sắc giống như một thiếu nữ 16. Khi mà quý vị nghe cái duyên sự của câu Phật ngôn này, chắc chắn rằng trong đạo tràng của chúng ta, những người nữ sẽ hoan hỷ. Nhưng mà trước khi mà nghe duyên sự thì chúng tôi sẽ trình bày về ý nghĩa từ vựng. Hôm nay rất là hoan hỷ. Hôm nay rất là hoan hỷ Đại Đức Pháp Ca đã khích lệ chư Phật tử rất là nhiều. Thấy thời gian để trống vắng, quý vị nên đừng có để thời gian trống. Bởi vì khổ, đây là một cái room, một cái phòng chat bằng giọng nói. Cho nên chúng ta nên liên tục, đừng để đứt đoạn. Và khi đứt đoạn như vậy thì ngài thì thấy cái room này giống như chúng ta đang hình thiền ha, cái room chết. Rồi trở lại vấn đề duyên sự, cái ý nghĩa từ vựng câu Phật ngôn 150, câu Phật ngôn 53 chứ ha. Câu đầu tiên, Yatha Bibhupara Simha. Hôm nay khi Nhật Quỳnh vắng mặt có lý do, cho nên quý vị thông cảm ha. Gia thà bí, cũng giống như, cũng ví như búp phá ra xìm hà. Búp phá ra xìm hà do hai từ búp phá và ra xí. Búp phá nó là một danh từ trung tính, ácran tá nó phùng sắc là hình ra. Búp phá có nghĩa là bông hoa. Hôm nay chúng ta đương học về câu phẩm bông hoa ha. Rồi ra sĩ, nó là một danh từ nam tính, ý răng tác phung linh ga. Ra sĩ có nghĩa là đóng, một đóng, cũng giống như chữ thanh tha vậy. Uẩn cũng có nghĩa là đóng. Thì chữ ra sĩ này được chia theo xuất xứ cách số ít.
tức là banh chấm ý quy phát tí hay các quá trình á cho nên ra sĩ biến thành ra sim ha, ra sim ha. Thì cái từ búp phát ra sim ha, từ một đống bông hoa, từ một đống bông hoa, cũng giống như từ một đống bông hoa, đó là ý nghĩa câu đầu tiên ha. Câu số 2, cái gì là mà là gũ nề bá hù, cái gì là mà là gũ nề bá hù. Chữ cái gì ra do cái động từ cái rô tí, nhưng mà ở đây cái động từ này lại có một ý nghĩa là nên làm cái gì ra, bởi vì đây là một cái động từ mà được sử dụng trong thơ văn ha. Cái gì ra, cái gì ra là nên làm. Rồi ma la gu nê, ma la gu nê do cái từ ma la cộng với gu na. Ma la nó là chữ ma la, ma la cộng với gu nê, mà ma la nó là một danh từ trung tính. A karan ta na pum sắc linh giá, ma la có nghĩa là phòng hoa, tràng hoa. Rồi chữ gu nê do cái từ gu na, gu na nó là một danh từ trung tính. A karan ta na pum sắc linh giá, gu na có nghĩa là hình thức, có nghĩa là loại, mà còn có một cái nghĩa là ân đức. Ví dụ Buddha guna ân đức Phật, Dhamma guna ân đức Pháp, Sangha guna là ân đức Tăng. Thì đây không sử dụng nó là ân đức mà là hình thức, là loại. Và chữ guna này được chia theo đối cách rất nhiều. Đô tỳ gia quỳ phát thi bảo hữu quá trần á, cho nên chữ gu na biến thành gu nê. Ma la gu nê là nhiều loại tràng hoa, nhiều loại tràng hoa. Và chữ nhiều ở đây do cái từ bá hu, bá hu do cái từ bá hú, và bá hú được chia theo đối cách số nhiều. Đô tỳ gia quỳ phát thi bảo hữu quá trần á, cho nên bá hu có nghĩa là nhiều. Vậy thì ở đây nhiều loại tràng hoa từ đống hoa ha, nhiều loại tràng hoa. Câu 1, câu 2 á, ya tha bi bup pha ra sim ha ka di ra ma la gu ne pa hu, cũng giống như người thợ làm hoa có thể làm ra nhiều loại tràng hoa từ đống hoa. Mà trong một cái câu Phật ngôn, trong một cái câu dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức á, thì dịch theo trong sông Thất Lục Bát ha, đó đây lác đác đầu cành, hái tìm từng đóa kết thành tràng hoa. Rồi bây giờ câu 3, câu 4, e quan cha tê nam mắt chê na, e quan cha tê nam mắt chê na. Chữ e quan là tương tự như thế hay là cũng vậy. Cha tê ná, cha tê ná, đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính, bởi đã được sinh ra, bởi người đã được sinh ra, là cha tê ná. Rồi chữ mắt chê ná do cái từ mắt chá, mắt chá là một danh từ nam tính. A karan ta pum linh ga, và mắt chá được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng các số ít ta thì giá quy phát tí e câu quá trình á, cho nên chữ 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 mắt cha biến thành mắt chê ná, bởi người, bởi người. Rồi cũng như cũng vậy, cũng vậy, bởi người đã được đã được sanh ra, bởi người đã được tâm nó bùng sắc và định ra. Và Kusala được chia theo đối các số ít, đối trị gia quỳ phát thi ệ cao quá trần á, cho nên Kusala biến thành Kusala, thiện sự, việc thiện. Và
từ ba hùm do từ ba hú, có nghĩa là nhiều. Ba hú được chia theo đối các số ít, đối trị gia quỳ phát tích e cao quá chẳng hạ, cho nên ba hú biến thành ba hùm là nhiều. Vậy thì e quăng cha tê nó mắt chê nó cá tóc bằng của sát đằng ba hùm. Tương tự như thế, nhiều việc thiện được làm bởi người đã được sinh ra ở trên đời. Vậy thì câu Phật ngôn 53 cho chúng ta một ý nghĩa. Cũng giống như người thợ làm hoa có thể làm ra nhiều loại tràng hoa từ đống hoa. Tương tự như thế, nhiều việc thiện nên được làm bởi người đã được sanh ra ở trên đời. Xin lặp lại ha. Cũng giống như người thợ làm hoa có thể làm ra nhiều loại tràng hoa từ đống bông hoa. Tương tự như thế, nhiều việc thiện nên được làm bởi người đã được sanh ra ở trên đời. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Phổ Thơ Lục Bát nghe rất hay. Đó đây lắc lắc đầu cành, hái tìm từng đóa kết thành tràng hoa. Chúng sanh giữa cõi ta bà, việc lành thu gốc kết tòa thiện tâm. Đó đây lắc lắc đầu cành, hái tìm từng đóa kết thành tràng hoa. Chúng sanh giữa cõi ta bà, việc lành thu gốc kết tòa thiện tâm. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ngũ ngôn thế này: nếu từ một đống hoa nhiều tràng tử được làm được nhiều thiện sự. Rồi, như vậy là về tự vựng chúng ta có thể thông qua ha. Bây giờ đi vào duyên sự. Duyên sự này quý vị nghe rất là hấp dẫn. Một người cư sĩ tiên nữ ha, nổi tiếng, và nhờ có người này mà chúng ta nương theo cái truyền thống để mà dân y, dân y trong mưa, dân y các thiên na. Đây là một người cư sĩ nữ đã đứng ra mở đầu một cái kỷ nguyên, mở đầu một cái truyền thống mà đến bây giờ chúng ta vẫn trì hành. Đó là bà Visakha. Bà Visakha, câu Phật ngôn 53: khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viết, tại chùa Đông Phương Bhubbarama, Bhubbarama, vì nào có thể viết ra cái từ này đúng? Chùa Đông Phương Bhubbarama, alo, chúng ta phải biết xuất xứ. Câu Phật ngôn này Đức Phật thuyết tại đâu? Chính tại cái chùa Bhubbarama. Alo, vị nào biết đúng? Khổ đế ngủ hết rồi. Bhubbarama sẽ không mai. Chữ Bhubba, chữ Bhubbarama, chữ đọc thì đúng nhưng mà viết thì sai. Đọc thì đúng mà viết thì sai. Bhubbarama, vì nào viết đúng? Đọc thì đúng nhưng mà viết thì sai. Lý do thì không ai. Bhubbarama không phải dính liền nhau, mà chữ búp là chữ b gì? Bhubbarama, Bhubbarama. Alo, chỉ có một mình chứ không ai hả? Còn ai nữa không? Chữ búp hai trường âm nhắn này không phải là chữ bê phở mà là bê bò ha, chứ không ai. Chữ búp là bê bò chứ không phải bê phở. Đúng rồi, Bhubbarama, xà thủ của thu nữ trời duyên. Rồi, chính xác.
Buparama người ta còn gọi là chùa Đông Phương ha, chùa Đông Phương. Mà cái chùa này là cái chùa mà do bà Visakha xây dựng, rồi người đứng ra đốc công mà đứng ra để mà chỉ huy á chính là ngài Mokkallana, ngài Mục Kiền Liên. Thì tại cái chùa Đông Phương này, Buparama Đức Phật ngài đề cập đến bà Visakha. Visakha quý vị biết làm sao cho đúng. Visakha, alo, Visakha, biết sao cho đúng tên người ta. Chữ Visakha viết làm sao đây? Visakha, sa thú đạo hữu thanh nguyên này ở đâu mà coi như biết, biết là đúng 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 dốc luôn. À, hay quá hay quá. À, cái vị này chắc bị núp lùm hay sao á, giỏi quá trời quá đất ngoài không thấy đưa tay đọc. À, viết lên nè thấy chính xác liền. Visakha ha. Rồi bà Visakha là con gái của bà Sumana Devi. À, và cha là trưởng giả Thanh Anh Thách Chá. À, thì như vậy ở đây bà Visakha, à, bà Visakha đã được người cha của mình là đính hôn với trưởng giả Mendaka. À, trong thời kỳ đó có năm vị trưởng giả ha, năm người đại phú, năm người giàu có nhất. Thì khi mà đính hôn xong á, tức là bà Visakha một người có rất nhiều phước duyên, 7 tuổi đi cung thỉnh Đức Phật và được Đức Phật thuyết giảng về giáo pháp, bà chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn lúc chỉ có 7 tuổi. À, tuyệt vời. Và khi lớn lên thì định vợ gả chồng, à, để cho người con đi xuất gia. Thì ông trưởng giả ông ngồi trong thư phòng, à, ông ngồi trong thư phòng, à, tức là trưởng giả Thanh Lanh Tha Chá dạy người con của mình, tức là bà Visakha. Trong khi đó có cái người thông gia, tức là ông trưởng giả Migara ngồi ở cái phòng kế cận, nghe được những cái lời mà ông trưởng giả Thanh Lanh Tha Chá dạy con, tức là ban huấn từ cho người con gái xuất gia vô quỳ. Này con về nhà chồng thì phải thực hành theo 10 điều này. Điều thứ nhất, không nên đem lửa trong nhà ra ngoài. Điều thứ hai, không nên đem lửa bên ngoài vào nhà. Điều thứ ba, không nên cho đến kẻ không đáng cho. Điều thứ tư, nên cho đến kẻ nào đáng cho. Điều thứ năm, nên cho đến kẻ cho và cả kẻ không cho. Điều thứ sáu, nên ngồi một cách an vui. Điều thứ bảy, nên ăn một cách an vui. Điều thứ tám, nên ngủ một cách an vui. Điều thứ chín, nên coi chừng lửa. Điều thứ mười, nên lễ bái chư thiên ở trong nhà. À, cái này không phải Đắc A-la-hán nha, mới Tu Đà Hoàn thôi, 7 tuổi. À, Chị Chiết La Mùa Xuân ơi, 7 tuổi chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, một vị thánh hữu học chứ không phải vô học ha. À, nhưng mà ở đây đương nói về 10 điều mà người cha giáo huấn cho con trước khi xuất gia. À, nhớ lại ha, không nên đem lửa trong nhà ra ngoài, điều thứ nhất. Không nên đem lửa bên ngoài vào trong nhà là điều thứ hai.
không nên cho đến kẻ không đáng cho. Điều thứ ba, nên cho đến kẻ nào đáng cho. Điều thứ tư, nên cho đến kẻ cho và cả kẻ không cho. Điều thứ năm, nên ngồi một cách ăn vui, nên ăn một cách ăn vui, nên ngủ một cách ăn vui. Điều thứ chín, nên có chừng lửa. Điều thứ mười, nên lễ bái chư thiên ở trong nhà. Đó là mười điều, mà mười điều này rất là quan trọng. Sau khi ban mười điều giao huấn cho tiểu thư Visakha, thì ngày hôm sau trưởng giả Thanh Anh Tha Chát triệu thỉnh các tướng lãnh chỉ huy đoàn quân hộ giá đến chứng minh. Rồi ông đứng ở giữa đó bảo tám vị trưởng lão gia tộc làm giám hộ. Nếu mà con ta đến nơi có ai tố cáo nó có lỗi lầm gì thì các ông hãy nên làm cho ra lẽ phải. Rồi trưởng giả Thanh Lành Cha Giá đeo lên cho tiểu thư cái món nữ trang là cái sự dây chuyền to trị giá là 90 triệu đồng. Rồi cho tiểu thư Visakha 540 triệu đồng tiền vàng là tiền mua mật ong để tắm gội. Rồi ông sai người thắng xe đưa quý tiểu thư đi khắp châu thành Sakita đánh trống truyền rao cho dân chúng làm công trong 14 làng của ông. Ai muốn đi theo con gái của ta thì cứ đi. Dân làng nghe rao như vậy thì đồng nói rằng: nay tiểu chủ của chúng ta ra đi, ta còn ở đây mà làm cái gì? Thế là tất cả dân cư ở trong 14 làng ra đi, không còn một người nào ở lại. Trưởng giả Thanh Lành Cha Giá dân biếu nhiều tặng phẩm lên đức vua, cùng với trưởng giả Migara đi theo đưa tiễn kiệu hoa cùng các tăng khách một đoạn đường rồi trở về. Trưởng giả Migara ngồi trên cửa xe đi sau cùng, ông thấy đoàn người đi theo đông quá mới hỏi rằng: cái đám người này là ai? Dạ, họ là những tôi trai tớ gái và người làm công của tiểu thư, dâu của ông đó. Ô, họ đông quá, ai mà nuôi nổi. Thôi, hãy đánh đuổi cho họ chạy bước đi, còn ai không chịu chạy thì cho họ đi theo. Tiểu thư Visakha mới bảo họ rằng: hãy khoan, đừng có ngăn cản họ. Tới đoàn người này sẽ lo cho cơm nước cho binh lính mà, không sao. Nghe vậy thì trưởng giả Migara mới bảo rằng: này con, nhà ta không cần dùng những người ấy, ai đâu mà nuôi họ được. Thế là ông lấy đất cục này, gậy gọc này liền họ và đánh đuổi họ cho chạy đi bớt, còn giữ lại một số ít thôi không chạy đi. Và nói rằng: bấy nhiêu đây cũng đủ dùng rồi, rồi tiếp tục lên đường. Khi mà đến cổng thành sau quá thi, tiểu thư Visakha nghĩ thầm: ta sẽ ngồi trong xe buýt cùng hay là sẽ đứng lên trên xe nhỏ mà vào thành? Và tiểu thư nghĩ rằng: nếu mà ta ngồi trong xe nhỏ biết bùng mà vào thành thì phẩm giá cho muốn tăng sức quý giá chẳng một ai thấy hết. Rồi tiểu thư Visakha mới đứng lên một cỗ xe nhỏ mà đi vào thành để cho toàn dân ở trong thành phố trông thấy tiểu thư. Dân thành Sawatthi trông thấy tài sản của tiểu thư Visakha đều nói rằng: nghe nói rằng cô dâu là nàng Visakha đã đẹp như thế mà là giàu quá mức tưởng tượng, thật là xứng đáng hết sức. Ngày về nhà chồng, tiểu thư Visakha đã biểu dương cái tài sản to lớn của mình như thế đó. Và ngày ấy toàn dân chúng ở trong thành đều gửi quà tùy theo sức của mình mà tặng cho cô dâu mới, vì họ nghĩ rằng lúc đến Sakita trưởng giả Thanh Lành Cha Giá đã tiếp đãi chúng ta trọng hậu và nhận được những tặng phẩm của các nhà gửi đến. Tiểu thư Visakha hoàn trả lại bằng cách trao đổi quà tặng với các nhà
tiểu thư khôn khéo gửi quà biếu cho toàn dân ở trong thành, tùy theo tuổi tác và gia thế của họ, với những lời lẽ trìu mến ngọt ngào, như là những thân bằng quyến thuộc của mình. Đây là quà của thân mẫu tôi, đây là quà của thân phụ tôi, đây là quà của anh tôi, đây là quà của chị tôi, vân vân. Lúc chàng vàng tối, con ngựa trắng cái của nàng đẻ, tiểu thư sai bồn nữ tỳ đốt đuốc soi đường đi xuống chuồng ngựa, lấy nước ấm tắm rửa sạch sẽ cho nó, thoa dầu khử phong cho nó, rồi mới trở về chỗ ngủ. Mặc dù ông trưởng giả mới ra rá ở gần chùa, nhưng mà lúc cưới vợ cho con trai, ông chẳng hề lưu ý đến Đức Như Lai cùng với Chư Tăng. Đã từ lâu, ông đặt niềm tin vào cái nhóm đạo sĩ lõa thể. Một ngày nọ, ông dự định cúng dường đến các vị đại đức của ông. Ông trắng với sữa tươi đặt rồng trong hàng trăm cái nồi mới, rồi thỉnh 500 vị đạo sĩ lõa thể đến nhà. Khi họ đã vào nhà rồi, ông gọi tiểu thư Visakha, con dâu của ta, hãy đến đảnh lễ các vị A-la-hán. Nghe tiếng các vị A-la-hán, nàng Visakha rất là mừng, vì nàng là một nữ trinh văn đã chứng đắc Tu Đà Hòa. Tiểu thư đi ngay phòng các đạo sĩ lõa thể đang ăn, trông thấy họ, nàng trách cha chồng: những người này không biết khổ thằng vì cái sợ tội lỗi như thế, họ không phải là những vị A-la-hán đâu, tại sao cha lại gọi con đến như vậy? Tiểu thư bỏ trở về tư thất. Nhóm đạo sĩ lõa thể trông thấy tiểu thư có thái độ như thế, đồng vỡ trách nặng nề đối với ông Mít Gà đó: này gia chủ, tại sao ông đưa về nhà đứa con tiên tỳ hàng mạc của đệ tử Sa Môn Gotama, là kẻ khác đạo với chúng ta? Ông hãy mau mau lôi cổ, tống cổ nó ra khỏi nhà cho rồi. Ông Mít Gà đó mới nghĩ rằng: dâu ta là con nhà thế gia vọng tộc, ta không thể lôi cổ kéo nó ra khỏi nhà. Ông mới nói cho xui chuyện: bạch các ngài, bọn trẻ tuổi làm có ý thức làm sao có ý thức nữa, chỉ là cái bộ vô học thôi, xin các ngài hãy làm thân bỏ qua đi. Sau khi tiễn đưa các vị tu sĩ lõa thể về, ông Mí Gà Rá ngồi trên cái ghế rất là đắt tiền, ăn cơm trắng nấu bằng mật ong pha với ít nước đựng trong một cái chén bằng vàng. Rồi ngay khi đó, một vị đại đức Hạnh Đầu Đà thường đi khất thực đi vào cổng nhà của ông trưởng giả đang đứng quạt cho cha chồng. Nàng Visakha trông thấy vị đại đức, bằng đứng nép qua một bên để cho cha chồng nhìn thấy. Còn tiểu thư không muốn chỉ cho cha chồng thấy. Nhưng mà ông trưởng giả này là người kém trí, tuy khùng lên không thấy yên được, bởi vì tiếng vật thực cũ, tức là những cái đồ ăn dơ dãi, cho nên ông ta dừng tay không ăn nữa và nói rằng: hãy lấy cái chén cơm này đem đổ đi và lôi cái con nhỏ này ra khỏi nhà ta. May mà cưới nó về chưa được bao lâu mà nó đã dám bảo ta ăn đồ dơ. Lúc bây giờ gia nhân ở trong nhà đều là người của tiểu thư, thì có ai dám đến gần cô ta nắm tay hoặc nắm chân, cũng không dám mở miệng ra nói lời gì hết. Nghe cha chồng bảo như vậy thì tiểu thư Visakha mới đáp rằng: thưa cha, bấy nhiêu đó chưa đủ cho con ra khỏi nhà đâu. Không phải là cái hàng nữ tỳ ở bên tắm mà cha đem về đây. Con là con gái, có cha, có mẹ đàng hoàng, đều còn sanh tiền, còn sống. Con được cưới hỏi đủ lễ đem về đây, không thể đi ra vì cái chuyện không đáng tội. Vì lễ này
mà khi xuất gia cha con đã mời 8 vị trưởng lão làm giám hộ cho con và nói nếu con gái tôi bị tố cáo vì lỗi lầm gì thì các ông hãy làm cho ra lẽ minh bạch. Cha con đã giao phó con cho mấy vị trưởng lão xét đoán, vậy thì cha hãy cho mời mấy vị trưởng lão đến đây phán xử việc này mới được. Ông trưởng giả Mi Già đã suy nghĩ, ồ, cái con này nó nói phải ha. Rồi ông mời 8 vị trưởng lão đến và trình bày. Cái con nhỏ này, trong khi tôi đang ngồi ăn cơm trong cái ngày lễ, ăn cơm trắng nấu với sữa, đừng ở trong cái chén bằng vàng, vậy mà nó dám nói với tôi là ăn đồ dơ. Các ngài hãy buộc tội nó và đuổi nó ra khỏi nhà giùm tôi. 8 vị trưởng lão mới hỏi nè, Visakha, có đúng như lời ông ta nói hay không tiểu thư? Cháu không bao giờ nói với cái ý đó. Trong lúc cha chồng đang ăn thì có một vị đại đức trì bình khất thực đến đứng trước cửa nhà. Cha chồng cháu đang ăn cơm trắng nấu rạc sữa, không lưu ý đến vị đó. Cho nên cháu nghĩ rằng trong khi hiện tại cha chồng không tạo phước mới mà chỉ ăn toàn phước cũ không mà thôi. Cháu nói với ý nghĩa này, như thế cháu không có tội gì hết. Dạ thưa ông trưởng giả, nó nói như thế thì không có lỗi. Cháu của chúng tôi nói đúng lý, tại sao ông lại giận hờn nó mà chí? Thưa quý vị, việc ấy tôi cũng cho là vô tội đi. Nhưng mà có việc này, một đêm nọ, nó dắt tôi trai tớ gái đi vòng ra phía sau nhà, là có cái ý gì? Ồ, ông nói như thế có đúng như vậy không cháu? Dạ thưa các bác, cháu ra đi không vì lẽ gì bậy bạ. Nguyên do là vì con ngựa của cháu nó đẻ ở trong chuồng nhà này. Cháu nghĩ mình biết tin mà ngồi không làm gì hết thì không có cách. Cháu có bảo đốt đuốc soi đường rồi đi ra với mấy nữ tỳ xuống săn sóc cho con ngựa mới sinh con. Và làm như thế thì cháu có cái tội gì đâu. Ồ thưa quý vị, cái việc này kể cũng vô tội đi, cũng được đi. Nhưng mà còn việc này tôi thắc mắc, khi mà cái con này sắp về đây, cha nó dạy 10 điều bằng cái tiếng lóng, cho nên tôi không hiểu được ý nghĩa là sao. Tôi muốn cho nó giải thích cho tôi nghe rõ. Chẳng hạn như cha nó bảo rằng không nên đem lửa ở trong nhà ra ngoài. Có thế nào nhà chúng tôi không cho nhà ở hai bên cạnh mồi lửa được hay sao? Ồ, ông nói thế có đúng không cháu? Thưa các bác, cha cháu không có ý muốn nói như thế, mà người muốn nói như thế này. Con ơi, dầu cho con có nhìn thấy có chỗ xấu của chồng, của cha mẹ chồng con, thì hãy giữ kín ở trong nhà, chứ để lọt ra ngoài cho thiên hạ biết. Quá thật, không có thứ lửa nào nóng như thế. Thưa quý vị, việc ấy thì có thể được đi. Nhưng mà cha nó còn dạy rằng không nên đem lửa bên ngoài vào trong nhà. Làm sao mà không thể lấy lửa từ bên ngoài đem vào nhà? Nếu rủi trong nhà, lửa nó tắt thì sao? Ồ, lời ông nói như vậy có đúng không cháu? Dạ thưa các bác, cha cháu không có ý nói như thế đâu. Người muốn dạy rằng nếu như trong những cái nhà lân cận, người nữ hoặc người nam nói xấu chồng, nói xấu vợ hay cha mẹ của chồng, mình nghe rồi, không nên đem về học lại. Những người đó đã nói xấu anh chị như thế này, như thế kia, không có lửa nào bằng cái thứ lửa đó. Như thế thì trong cái lý này, hai cháu chúng tôi cũng không có lỗi. Ồ, cũng như mấy câu trên, các câu hỏi kể được tiểu thư giảng giải lần lượt như sau. Khi mà cha mẹ nàng nói nên cho đến những người đáng cho, nghĩa là nên cho đến người nào mà sau này họ thọ lãnh được cái đồ vật còn biết đền đáp.
cho trả lại. Những người nào mượn đồ đạc dùng rồi đem trả lại như thế thì nên cho họ mượn. Còn câu nói không nên cho đến người không cho, có nghĩa là không nên cho đến những người nào mà sau khi thọ lãnh đồ vật xin được không biết đền đáp, cho trả lại. Những người nào mượn đồ đạc dùng rồi không nên trả lại thì không nên cho họ mượn. Còn câu nói nên cho đến người cho và người không cho, có nghĩa là đối với thân bằng quyến thuộc nghèo khó, dầu cho họ có thể trả được hay không cũng nên cho họ mượn, nên giúp đỡ cho họ. Còn có nói ngồi một cách đang vui, có nghĩa là khi đang ngồi mà thấy chồng hoặc cha mẹ chồng thì phải đứng dậy chào, không nên ngồi nữa. Câu nói ăn một cách đang vui có nghĩa là trước bữa ăn phải lo cơm nước cho chồng, cho cha mẹ chồng ăn trước, là phải trông coi tất cả những người trong nhà có ai thiếu đủ gì không, rồi mới nên tự mình mà ăn. Câu nói ngủ cách đang vui có nghĩa là không nên đi ngủ trước chồng hoặc là cha mẹ chồng, phải lo kiểm soát trong nhà, trông coi cửa nẻo, đề phòng người ăn kẻ ở có sai sót việc gì không, rồi sau đó tự mình mới lên giường. Câu nói nên giữ chừng lửa, câu số 9 có nghĩa là nên coi chồng và cha mẹ chồng giống như lửa, cũng như là rắn chúa ở trong sự tiếp xúc, phải lưu tâm, phải cẩn thận. Còn câu số 10, nên lễ bái chư thiên ở trong nhà, có nghĩa là nên cung kính chồng và cha mẹ chồng giống như những vị chư thiên. Khi mà nghe tiểu thư Visakha giải thích xong nghĩa lý 10 điều gia huấn thì ông Mika ra cúi xuống, cúi đầu xuống làm thinh, không nói được một lời trách cứ nào hết. Rồi các vị bô lão, các vị trưởng lão mới nói rằng: thưa ông trưởng giả, cháu gái của chúng tôi còn có lỗi lầm gì nữa không? Thưa quý vị, không, nó không có lầm lỗi gì. Tại sao ông lại ra lệnh đuổi nó ra khỏi nhà? Khi mà nghe được lời này thì tiểu sư Visakha mới hỏi: thưa các bạn, ban đầu nghe lời cha chồng cháu đuổi cháu đi, nếu mà cháu bỏ đi liền thì không phải cách, vì khi mà cháu xuất gia, cha cháu có đặt các cháu dưới quyền giám hộ của các bác. Nay các bác đã biết rõ là trong việc này cháu không có lầm lỗi gì hết, vậy thì bây giờ cháu ra khỏi nhà này là phải cách lắm. Nói rồi tiểu thư cho gọi các đôi trai tới gái, bảo họ chuẩn bị đồ đạc rồi lên đường. Khi ấy ông trưởng giả mới chứng minh cùng với 8 vị trưởng lão và năn nỉ của con dâu: con à, vì cha không biết xét cho nên đã nói oán cho con hãy tha thứ lỗi cho cha đi. Thưa cha, nếu cha có lỗi gì đáng xóa bỏ thì con xóa bỏ hết, ngược lại con chỉ xin cha chấp nhận cho con, vì con là con gái của một gia tộc có đức tin trong sạch với Phật Pháp, không muốn sống cách biệt với chư đại đức tăng. Nếu mà cha vui lòng cho con được hộ độ chư tăng thì con sẽ ở lại đây. Này con cứ tự tiện lo việc hộ độ các ông sa môn đó đi. Được lời người gia chồng cho quyền tự do, tiểu thư Visakha bằng cho người thỉnh Đức Phật ngày hôm sau đến thọ thực ngay tại tư gia của ông trưởng giả Miga ra. Các đạo sĩ lõa thể được tiên Đức Bổn Sư đến thọ thực tại nhà của ông Miga ra mới đáp nhau đến ngồi xung quanh tư thất. Sau khi số nước khai mạc lễ trai tăng, tiểu thư Visakha gửi thư cho gia chồng: tất cả lễ vật đều sắp đặt xong, xin thỉnh cha đến sức bát cúng dường Đức Như Lai. Khi đó thì các du sĩ lõa thể mới ngăn cản ông trưởng giả mới gà rá và nói rằng: này gia chủ, ông đừng có đi đến chỗ sa môn Gotama. Ông trưởng giả phải viết thư trả lời:
dấu của cha cứ việc lo cúng dường sứ bát một mình cũng được. Nàng Visakha đứng trong non việc sứ bát, chư đại đức tăng có Đức Phật là thượng thủ. Khi mà các ngài xong bữa thì cô ta nhắn tin cho cha chồng đến nghe thuyết pháp. Khi ông trưởng giả nói với nhóm lõa thể ngoài đạo rằng bây giờ mà không đến đó thì mất lịch sử, và thấy ông trưởng giả muốn đi nghe pháp và nắng ý nhiều lượt, thì cái nhóm đạo sĩ lõa thể nói rằng thôi được, nếu mà ông muốn đi nghe pháp của Sa Môn Gotama thì hãy đứng ngồi bên ngoài bức rèm mà nghe. Nhóm đạo sĩ lõa thể lấy cái rèm bao quanh chỗ thuyết pháp, rồi ông trưởng giả đi ngồi ngoài cái rèm. Đức Phật nghĩ thầm, dầu cho ông có ngồi bên ngoài rèm, hoặc là ngoài tấm vách, hoặc ngồi bên kia cái dãy núi, hay ngồi cái địa đại này, hay là ngồi cái thế giới kia, ta là Phật thì ta vẫn khiến cho ông nghe được pháp âm của ta. Và thế là như một lực sĩ duỗi cánh tay lắc mạnh, như trời mưa một đám mưa bất diệt, Đức Phật bắt đầu thuyết lên tuần tự pháp. Trong khi mà Đức Chánh Minh Truy thuyết pháp thì dầu cho người đứng phía trước, phía sau, đứng xa cả trăm ngàn do tuần, đứng tận trên tầng trời sắc yếu cánh, ai cũng cho rằng Đức Bổn Sư vì ta mà thuyết pháp. Mỗi người đều cảm thấy y như là Đức Phật chiếu cố đến mình, và y như mình đang truyền trò tâm sự với Đức Phật. Có thể nói, chư Phật quý như mặt trăng giữa trời, tất cả chúng sanh ở dưới đất trông lên đều thấy hình của mặt trăng ở trên đầu của mình. Cùng thế ấy, người mà đứng nơi nào cũng trông thấy như mình đang đứng trước Đức Phật vậy. Đó là do hành nguyện bố thí ba la mật mà Đức Bổn Sư đã hoàn thành một cách viên mãn. Như ngài đã tự cắt đầu khỏi cái cắt cái đầu khối ngô trúng túi của ngài, để từng móc cặp mắt sáng như sao băng, để từng rứt cái quả tim để dứt tình thâm thí hoàng tử Charlie, công chúa Canh Ha, hoàng hậu Macri, để có thể hoàn thành quả vị Phật toàn giác thuyết pháp độ sanh. Trong lúc Đức Phật thuyết tuần tự pháp, có lớp có lan, càng nghe càng thấy cỡ mở. Ông trưởng giả Mika đó ngồi nghe bên ngoài cảm thông bằng cả ngàn lý lẽ, cho nên chứng đắc thân quả dự lưu, đi đôi với đức tin bất thối, có lòng tin trọn vẹn đối với Tam Bảo. Ông mới vén rèm bước vào nhà, kê miệng ngậm bú của nàng dâu và tôn nàng lên làm mẹ của mình. Từ đó trở đi, nàng Visakha, người là mẹ của tôi. Cái từ đó, nàng Visakha được mệnh danh là Migarapmata, tức là mẹ của ông Migarap. Vì sao Ratisa? Ông trưởng giả nhả vú nàng dâu ra rồi đến nằm một dưới, cúi đầu dưới chân Đức Thế Tôn, đôi tay mơn trớn và miệng hôn hít cái bàn chân của Đức Phật và nói rằng: Bạch ngài, con tên là Mỹ Gà Rá. Bạch ngài, con tên là Mỹ Gà Rá. Sau khi tự xưng ba lần như thế, và trưởng giả nói tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, trong kiếp này con có được hai lần đại phúc, nhờ nàng dâu mà con được thoát khỏi cái khổ cảnh ác thú. Nàng dâu của con đến nhà này mang theo sự lợi ích, sự tăng hóa, sự an vui đến cho con. Rồi qua ngày hôm sau, tiểu thư Visakha lại thỉnh Đức Phật, và nhờ vậy mà mẹ chồng của nàng cũng được chứng được sơ quả trong ngày thứ hai. Thế từ đó trở đi, ngôi nhà của tiểu thư luôn luôn được mở rộng đối với Phật giáo. Từ đó, ông trưởng giả Migarap mới nghĩ thầm: ta có nhiều cách để biếu nàng dâu của ta những tặng vật. Quả thật vậy, những cái món nữ trang của nó thật nặng nề, không thể mang theo luôn trên người được.
ta sẽ làm cho nó món nữ trang vừa phải, có thể đeo luôn cả ngày, cả đêm, trong mọi nơi, mọi oai nghi. Và ông ta đã cho mướn Thật Kim Hoàng làm một món nữ trang tên là Thana Mắt Thật Cá, tức là phủ đầu, trị giá là hàng trăm ngàn đồng tiền vàng. Khi mà món nữ trang này vừa xong thì ông thỉnh chư Tỳ Kheo Tăng có Đức Phật làm thượng thủ đến nhà. Ông kính cẩn dân vật thực, cúng dường, rồi cho người tắm gọi tiểu thư Visakha bằng 16 nồi nước thơm, rồi để tiểu thư Visakha đứng trước mặt Đức Thế Tôn mà đeo cho nàng một món nữ trang mới, và bảo tiểu thư đánh lễ Đức Bổn Sư. Đức Phật chúc phúc rồi trở về chùa. Từ đó nàng Visakha vẫn tiếp tục tạo được nhiều thiện nghiệp, nhất là nàng đã bố thí. Nàng đã xin Đức Bổn Sư ban cho 8 đặc ân. Một là dân y đến chư tăng suốt đời. Hai là đĩa bát đến suốt đời ở tại thành Sawatthi. Rồi thứ ba là đĩa bát chư tăng khi mà rời thành Sawatthi. Thứ tư là đĩa bát các vị tỳ khưu bệnh. Thứ năm là đĩa bát các vị tỳ khưu nuôi bệnh. Thứ sáu là dân thuốc đến tỳ khưu bệnh. Thứ bảy là dân cháo sáng đến chân. Và thứ tám là dân y tắm mưa đến tỳ khưu ni. Cái thanh danh của bà ngày càng tăng trưởng, cũng như cái số con cháu của bà. Tương truyền bà Visakha có đến 20 người con, 10 trai và 10 gái. Mỗi người con của bà cũng có 20 đứa con. Và như thế cả mỗi đứa cháu của bà cũng có 20 người. Tổng cộng con và cháu của bà là 8.420 người. Bà thọ được 120 tuổi. Trên đầu của bà chẳng hề có một sợi tóc bạc. Trông bà lúc nào cũng giống như cô gái 16 tuổi. Có khi bà đi chùa dắt theo cái đoàn con cháu, nhiều người trông thấy và hỏi nhau rằng ở trong cái đám này ai là bà con đại tượng. Đức vua nghe đồn bà Visakha có sức mạnh gấp 5 lần con đại tượng, cho nên mới gửi giá đến chùa của bà để thỉnh pháp. Khi trở về thì đức vua muốn thử xem sức mạnh của bà, mới khiến quân thả ra một con voi, và bà con voi này giơ vòi lên cao nhắm ngay bà Visakha tiến tới. Trong nhóm 500 nữ nhân theo hầu bà Visakha, một số kinh hoàng bỏ chạy, một số ôm lấy chân bà và nói, thì lúc đó bà hỏi cái gì vậy? Họ nói là đức vua muốn thử sức mạnh của bà, cho nên thả con voi ra đó. Bà Visakha thấy con voi thì nghĩ thầm, ô cái việc gì mà ta phải bỏ chạy để ta bắt nó lại. Nhưng mà nếu mà ta dùng cả sức ra mà chẳng bắt nó thì chắc nó chết ngắt à. Thế là bà chỉ dùng hai ngón tay kẹp cứng cái voi, bắt con tượng đứng lại. Con tượng vùng vẫy nhưng mà rút cái voi ra không nổi, rồi nó nằm luôn xuống cái nền đất. Dân chúng thấy như vậy hoan hô vỗ tay, không biết có vỗ chân không biết. Mà Visakha và đoàn phụ nữ theo hầu đều an toàn trở về nhà. Thời bây giờ trong thành Sawatthi chỉ có bà Visakha là có nhiều con trai và cháu trai nhất. Con cháu của bà đều mạnh khỏe nên bà được xem là người có hạnh phúc tối thắng trong số hàng trăm ngàn con cháu ấy, chẳng một ai chết yếu hết. Dân chúng ở trong thành Sawatthi, trong các đám tiệc lễ cưới, bao giờ cũng mời bà Visakha đến dự trước nhất. Một hôm nọ nhân dịp lễ hội, bà Visakha mang cả cái món trang sức nổi tiếng đi dự lễ hội, rồi bà lại vào chùa nghe pháp. Đến khi bà Visakha cởi chiếc áo choàng trang sức lộng lẫy quý giá giao cho đứa
tớ gái mang. Thì khi mà bà về, bà quên đi, muốn trang sức đó, bỏ lại. À, rồi bảo người tớ gái rằng hãy giữ món trang sức đó cho bà. Nhưng mà khi về, bà quên. Rồi bà mới bảo nó, hãy khi về tới nhà bà quên, bà mới bảo nó hãy tới lấy món trang sức đó, với cái vấn đề là nếu mà chư tăng có ai đụng tay vào thì không nên nhận lại. Và đứa tớ gái sau khi sau khi mà bà Quý Gia Ca thính pháp xong về, bỏ quên chiếc áo, thì ngài Ananda ngài lại đem nó dẹp vào một bên. Rồi bà Quý Gia Ca bảo nó hãy đến coi, nếu mà chư tăng không có ai đụng tới cái áo thì lấy về, còn đụng tới thì không nên. Rồi ngài Anang đã mang cái món trang sức quý giá đó cất một chỗ ở bên cầu thang. Visakha nói với bà Supiya là đi rảo một vòng chùa để xem coi có vị thị khưu nào mới đến hoặc sắp đến hoặc đáo yếu, rồi lo việc hộ độ cho chư tăng cho kịp thời. Thì thường thường khi mà thấy hai bà đại chứng nữ này đi vòng trong trong chùa thì các vị thị khưu trẻ, các vị sa di được dân thuốc trị bệnh như bơ, sữa, mật, đường, dầu, các vị này đem bát đến để mình nhận. Hôm ấy chư tăng cũng làm như vậy. Trong thấy một vị thị khưu bệnh, bà Supiya mới hỏi rằng ngài cần dùng món gì. Ồ, cần dùng nước cốt thịt. Ồ, dạ được, để đệ tử dâng cho ngài. Nàng Supiya đáp như vậy. Nhưng mà ngày hôm sau không kiếm được những cái món thịt tâm thịt nhục. Nàng Supiya mới cắt thịt bắp bê của mình gửi đến vị thị khưu ấy. Rồi nhờ cái đức tin trong sạch nơi Đức Phật, thân thể của nàng Supiya lành lặn nguyên vẹn như cũ. Bà Visakha sau khi xâm đến các vị thị khưu bệnh, các vị thị khưu trẻ cùng các sa di, rồi bà tách ra đi bằng một lối khác, đi ra cổng. Bà bảo cô tư gái hãy mang món trang sức đến cho ta. Khi đó cô tư gái biết là sắp đi về, mới chợt nhớ mình đã bỏ quên món nữ trang ở trong chùa. Cô bảo rằng bẩm bà, con bỏ quên ở bên trong, thế thì con hãy vào lấy đem ra đây. Nhưng mà nếu vị nào cất giữ rồi thì thôi con đừng có đòi lại, kể như tài dân cúng cho Tam Bảo. Người ta nói rằng bà Quý Sa Ca biết được việc ngài Ananda có phần sự cất giữ đồ đạc của thiền tín bỏ quên, cho nên bà mới dặn cô tớ gái như vậy. Thấy cô tỳ nữ đến, đại đức Ananda mới hỏi con vào có việc gì. Dạ con bỏ quên muốn nữ trang của bà thí chủ, của bà chủ, cho nên con chạy vào lấy. Ồ, Atma để nó ở lối cầu thang kia, con hãy lại đó lấy đi. Bạch ngài, chủ con có dặn rằng nếu vật đó đã được ngài đụng tay vào rồi thì thôi, con không nên lấy nó. Rồi cô tuần nữ với tay không. Thế nào vậy con? Nghe bà Visakha hỏi, cô tỳ nữ thuật lại mọi sự. Này con, món trang sức mà đại đức đã đụng vào, bà không thể đeo để chứng diện nữa, bà sẽ dứt bỏ để cúng dường cho Tam Bảo. Nhưng mà để chư tăng gì giữ nó thì khó coi lắm, bà sẽ bán nó, lấy vật dụng hợp với lễ đạo đem cúng dường cho chư tăng. Vậy con sẽ trở vào lấy nó đem ra đây. Cô tỳ nữ đi lấy món trang sức đem ra. Bà Visakha không đeo nó nữa. Bà cho gọi Thật Kim Hoàng đến để đánh giá. Món trang sức này trị giá 90 triệu thêm 100.000 đồng tiền vàng là tiền công.
Và nghe vậy thì bà Vitsaya bảo muốn căn sức này ở trên xe, vậy thì các ông hãy đem bán nó dùng cho tôi. Nhưng mà không ai xuất ra một món tiền lớn để mua món nữ trang này cho nổi. Thật vậy, một phụ nữ có sức mạnh mà mang nổi món nữ trang này thì khó kiếm được ở trên đời. Trên hoàn cầu vào thời kỳ đó có ba nàng đều nổi món nữ trang đó. Đó chính là bà Vitsakha, bà Manika, vợ của vua Bandhula, vợ của tướng quân Bandhula, rồi tiểu thư Manika, con của chứng giả ở thành Varanasi. Vì vậy bà Vitsakha phải xuất ra cái số tiền để mua lại món nữ trang của chính mình với 90 triệu và 100 ngàn đồng tiền vàng. Rồi bà cho thắng xe bò chở cái số tiền đó đem vào chùa đến để Đức Phật và bạch trần. Bạch ngài, để Đức Ananda đã đụng vào muốn trang sức nào, cho nên con không thể mang đeo nó được nữa. Con định bán nó để mua vật dụng cúng dường cho hợp lễ đạo, nhưng mà đem bán ra thì không ai mua nổi, thành ra con phải mua trở lại. Và với số tiền đúng theo giá trị của nó, con nên mua món gì để cúng dường? Bạch Đức Thế Tôn: Này Vitsakha, nếu mà nàng cất được một chỗ ngủ cho tăng chúng ở ngoài thành phía đông thì rất là hợp theo lẽ đạo. Nàng Vitsakha hoan hỷ. Bạch Đức Thế, bạch ngài: Sa thủ, sa thủ. Rồi bà xuất ra 90 triệu mua đất, 90 triệu xây cất chùa. Một ngày nọ lúc trời gần sáng, Đức Thế Tôn quan sát thế gian, thấy công tử Phát Thị Giá, nguyên là một vị chư thiên hạ sanh vào gia tộc của trưởng giả trong thành Phát Thị Giá. Công tử là người có duyên lành, đáng được tiếp độ, cho nên sau khi thọ thực nơi nhà của trưởng giả Anna Thapinika, ngài đi ngay về phía cửa thành. Rồi theo lệ, Đức Bổn Sư thọ thực nơi nhà của bà Vitsakha, thì ngài ra cổng thành phía nam và ngự về chê sau quạt thác. Còn nếu mà ngài thọ thực tại nhà của ông Anna Thapinika thì ngài ra cổng thành phía đông, ngự về đông phương tự Bhupara Mát. Những người thấy Đức Bổn Sư ngự ra cửa bắc thì biết rằng chắc ngài sắp đi vân du. Trong ngày ấy, bà Vitsakha nghe tin Đức Bổn Sư ra thì vội vàng đi theo đón ngài. Đến lễ xong, bà nói rằng: Bạch ngài, có phải ngài định đi vân du vậy không? Phải đó, này Vitsakha. Bạch ngài, con đã dứt bỏ bao nhiêu tiền để cất ngôi chùa dâng cho chư tăng, xin ngài hãy trở lại chùa. Bạch ngài: Này Vitsakha, chuyến đi này ta không có trở lại. Bà Vitsakha suy nghĩ, hẳn là Đức Thế Tôn đã thấy điều gì đó đủ nhân duyên trong chuyến đi này, cho nên bà mới yêu cầu: Bạch ngài, xin ngài cho bớt một vị tỳ khưu rành rẽ về Phật sự trở lại chùa con, rồi ngài hãy đi. Này Vitsakha, nàng ứng thỉnh vị tỳ khưu nào thì cứ thỉnh bác của vị ấy đi. Mặc dầu yêu mến ngài Ananda hơn vị nào hết, nhưng mà bà lại thỉnh bác của ngài Moggallana, vì bà nghĩ rằng ngài Moggallana có thần thông, và nhờ có ngài công việc của ta sẽ nhẹ nhàng dễ dãi. Đại đức nhìn bậc đạo sư và ngài phán bảo rằng: Này Moggallana, hãy dắt 500 tỳ khưu quay trở lại. Do thần thông của ngài Moggallana, mặc dù cái số cây, số đá cần dùng cách xa 60 giờ tuần, những người đi trong ngày hôm đó đều mang về thật nhiều đá to và cây lớn, khỏi phải ra công chắc lên xe bò, cực khổ, tổn thương do thần thông của ngài. Rồi không bao lâu họ kiến tạo được một tòa nhà 2 tầng, tầng dưới có 500 căn, tầng trên có 500 căn phòng. Thành ra cái tòa lâu đài có 1.000 căn phòng. Tòa lâu đài được xây trên một miếng đất trống, đứng trơ trọi giữa trời, xem không đẹp
Và thế là bà Visakha chấp thêm xung quanh 500 cái thiền thất, 500 ngôi nhà nhỏ, 500 ngôi nhà dài. Đức Phật đi Vân Du hết 9 tháng, Ngài mới trở lại Sawatthi. Thì công việc kiến tạo của bà Visakha vừa hoàn tất sau 9 tháng đó. Trên nóc lầu, bà Visakha cho gắn 60 hình nhân đội ghè nước bằng vàng rồng. Khi mà nghe Đức Bổn Sư về Chetavana, bà ra khỏi thành liên tiếp rước về chùa của mình và nhận được lời Ngài cưỡng hứa. Bạch Ngài, trong 4 tháng này, khi Ngài đem cả các vị tỳ khưu tăng về đây ở, con sẽ cất lâu đài. Đức Phật nhận lời, và từ đó về sau, bà Visakha cúng dường chư tỳ khưu tăng có Đức Phật là thượng thủ tại ngôi chùa của bà. Khi ấy có một cô bạn gái của bà ôm tấm vải đáng giá 1.000 đồng tiền vàng đến hỏi bà: "Bạn à, tôi muốn trải tấm vải này làm thảm trải nho nhỏ trong lâu đài của bạn, vậy bạn chỉ chỗ cho tôi đi." Lành thay này bạn, nếu tôi nói là không có chỗ nào trống thì bạn nghĩ là tôi không muốn cho bạn có dịp làm phước. Vậy thì bạn tự mình đi xem khắp cả 1.000 căn phòng trong tòa lâu đài này để kiếm cái chỗ trải thảm đi. Và cho nên buộc ta chỉ chỗ cho bà trải cái tấm thảm này để làm thảm chùi chân trải chân của cầu thang. Bởi vì trước khi lên lầu, chư tăng rửa chân xong sẽ chùi lên tấm thảm này cho ráo nước rồi mới đi lên. Thì như thế bà sẽ được phước báo rất là lớn. Nghe nói vậy, bạn của bà Quý Hà nghe nói rằng bà Quý Sa Ca cũng bỏ sót cái chỗ ấy vì không để ý. Bà Quý Sa Ca để bác hồ độ chư tăng có Đức Phật là thượng thủ suốt cả 4 tháng trong ngôi chùa mới. Đến ngày cuối cùng, bà cúng dường y vai trái, tam y, mỗi bộ y như vậy có giá trị hàng ngàn đồng tiền vàng. Và tất cả chư tăng đều được cúng dường đầy thuốc ngừa bệnh. Tổng cộng tiền làm phước cúng dường 90 triệu. Như thế tính 90 triệu tiền mua đất, 90 triệu tiền cất chùa, 90 triệu tiền cúng dường đại lễ. Thì bà Visakha đã xuất ra 270 triệu để làm phước trong Phật giáo. Là một người nữ nhân trong một gia đình tà kiến khi trước, mà bà đã khéo chuyển cái gia đình trở về chánh pháp, làm được đại thí như thế, thì ngoài bà Visakha không có một người nào có thể làm được. Cái ngày mà Đông Phương Đại Tự Bhuvarama hoàn tất thì bóng chiều đã tàn, bà Visakha đã cầm đầu con cháu đông đúc của mình đi nhiễu quanh ngôi chùa mới. Bà nghĩ cái điều này, cái điều nọ, ta để nguyện ước xưa kia, thì ngày nay tất cả đều trở thành hiện thực một cách viên mãn. Cho nên cảm hứng bà ngâm lên rằng: chừng cất xong lâu đài, tô thạch cao trong ngoài, ta sẽ dâng chùm hới, quyền ta mãn từ nay. Chừng có giường ghế dài, gối đủ thứ trong ngoài, ta sẽ dâng chỗ ngủ, nguyện ta mãn từ nay. Chừng rút thẻ sớt bát, cơm trắng trọn thịt nạc, ta sẽ cúng trai tăng, nguyện ta nay thành đạt. Chừng có vải ca thi, vải ni lông vải chỉ, ta sẽ cúng dường y, nguyện ta nguyện nay ta hoàn mỹ. Chừng có sanh tô lạc, mật ong với đường dầu, ta sẽ dương giải khát, nay ta mãn nguyện cầu. Các vị tỳ khưu nghe tiếng ngâm của bà Visakha mới bạch lên Đức Phật: Bạch Ngài, từ bấy lâu nay chúng con chưa hề nghe bà Visakha ngâm kệ, nhưng mà hôm nay sao bà dắt cả con cháu đi nhiễu quanh tòa lâu đài, vừa đi vừa ca hát như thế, có phải là tâm của bà nổi sân hay là nổi điên hay không? Đức Phật đáp:
này ca tỳ kheo, không phải con gái của ta ca hát đâu. Vì thấy bao nhiêu cái nguyện ước của mình đã được thành tựu mỹ mãn, nó hoan hỷ thỏa chứ. Cho nên vừa đi vừa ngâm kệ ngẫu hứng như vậy đó. Chư tăng mới bạch hỏi bạch Thế Tôn, bà hãy phát nguyện từ bao giờ mà nay được thành tựu như vậy? Này các tỳ kheo, hãy lắng nghe. Cách đây 100.000 kiếp, có một vị Phật hồng danh là Padumuttaka giáng thế. Thì tuổi thọ của Ngài là 100.000 năm. Ngài có 100.000 đệ tử lậu tận, tên đô là Hansawati. Phụ quân của Ngài là Xuất Nanh Đá, mẫu hậu của Ngài là Suchata Devi. Trong số các đại thí chủ thì có bà thí chủ là một người xin được 8 đặc ân và nhận được làm mẹ nuôi của Ngài, cung phụng cho Ngài 4 món vật dụng sáng chiều 2 lượt đến hầu Ngài. Bà luôn luôn đi chùa với một cô bạn. Cô này thấy bà chuyện trò thân mật với Đức Phật và được Ngài quý mến thì nghĩ rằng, không biết cái bà này làm cách nào mà được chư Phật sủng ái quý mến như vậy. Rồi cô hỏi Đức Quảng Sư, bà Ngài, bà đó là cái gì của Ngài? Bà là trưởng ban hộ tăng. Bà Ngài, bà đã làm gì mà được lên cái chức vụ trưởng ban hộ tăng? Bà đã từng phát nguyện được địa vị này từ 100.000 đại kiếp trở về trước. Bà Ngài, bây giờ con phát nguyện thì có được không? Có thể được. Thế thì con xin thỉnh Ngài cùng với 100.000 vị tỳ kheo đến thọ thực lại nhà con liên tiếp trong 7 ngày. Đức Phật nhận lời. Sau 7 ngày trai tăng, trong cái ngày chót, bà dân y vai trái y xong thì đảnh lễ bậc đạo sư và phát nguyện. Bạch Ngài, do phước của đại lễ dân trai tăng, con xin ước nguyện cái điều như thế này, là sau này con sẽ được một vị chánh đẳng chánh giác thời vị lai, và sau khi yêu cầu sẽ được ban 8 đặc ân, được nhận làm mẹ nuôi, cúng dường 4 món vật dụng, và có thể trở nên trưởng ban hộ tăng bên phái nữ trong ngày vị lai. Và Đức Phật tự hỏi, cái lời nguyện của cái cô này có thành tựu hay không? Bà Ngài quan sát vị lai 100.000 đại kiếp, thấy rằng có một vị chánh đẳng chánh giác có hồng danh là Vô Tạc Má. Đến thời đó thì có một vị tín nữ tên là Quý Sa Kha sẽ được Đức Phật ban cho 8 đặc ân và đứng cái địa vị mẹ nuôi, và sẽ trở nên trưởng ban hộ tăng bên phái nữ để cúng dường tứ sự đến chư tăng. Và cũng như tài sản của ai thì người đó phải được hưởng. Cô chính nữ ấy về sau đã được đắc kỳ sở nguyện. Và Đức Phật đã nói lên, này các tỳ kheo, như một người thợ làm tràn hoa thiện nghệ, sau khi góp các thứ hoa được dồn thành một đống lớn, rồi từ đó lấy ra kết làm nhiều cái hoa kiểu mẫu khác nhau, như thế nào thì Quy Sa Kha lưu tâm làm các việc lành cũng như thế đó. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 53: Yathā vibhupāra simhā kayira mālā kune bahu evañca te namacce nakattappaṃ kusalaṃ bahum. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Đó đây lát lát đầu cành, hai kiềm từng đóa kết thành tràn hoa. Chúng sanh trong cõi Sa Bà việc lành thu góp kết tòa thiện tâm. Lũ giờ quá rồi, thôi kết thúc ở đây nha. Alo alo, nói khàn tiếng luôn. Rồi, nhưng mà trước khi kết thúc, xin cảm tạ công đức với Sích Niệm Từ. Chúng tôi đã nhận được tình tài của Sích để lo thiền sự ngày 29. Và quý vị hãy cố gắng đưa dùng cái danh sách những người thân của mình, nhất là cha mẹ, những người đã quá vãng, để ngày 29 có được một cái khóa lễ cầu siêu ha. Rồi hôm nay với câu Phật ngôn này,
xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tiêu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin ngoài lục vô biên, chư toàn giác độc giác và sinh văn đứng chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Y đăng vô nhà tỳ năng hô tu su phi ta hồn tu nhà tát vô, nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Xin mời sư Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo. Trong ngày quỳ lai